Nghệ sĩ hải ngoại Chí Tâm những năm tháng bôn ba. Chuyện đời, chuyện nghề. Năm 1978, ở tuổi 25, nghệ sĩ Chí Tâm sang Pháp định cư theo diện bảo lãnh. Trong 34 năm bôn ba ở xứ người với hơn 5 lần chuyển chỗ ở qua hai quốc gia Pháp và Mỹ, trải qua nhiều nghề tay phải lẫn tay trái, hiện nay hoạt động nghề nghiệp, kinh doanh và biểu diễn lẫn cuộc sống gia đình của anh đã ổn định và có phần viên mãn. Kết hôn với nghệ sĩ Hương Lan cuối năm 75, thì đầu năm 78 đôi nghệ sĩ này cùng với con trai nhỏ Henry Bảo Nhi vừa tròn 1 tuổi sang Pháp định cư theo diện bảo lãnh do nghệ sĩ Hữu Phước, cha của Hương Lan có quốc tịch Pháp. Lúc mới sang Pháp, họ cư ngụ tại Saint-Tolmon, ngoại ô thủ đô Paris, sau dọn về quận 13 nơi có nhiều kiều bào sinh sống. Thời gian đầu ở Paris, Chí Tâm đi học tiếng Pháp và học nghề. Năm 1979, khi con trai thứ hai là Patrick Bảo Cang chào đời, anh xin được việc làm ở hãng điện thoại Alcatel Thomson. Sau đó, hoạt động nghệ thuật chỉ là thứ yếu. Sau khi chia tay với Hương Lan vào năm 82, Chí Tâm thành lập nhóm nghệ sĩ mang tên Đoàn Hát Nam Châu với thành phần gồm các nghệ sĩ sinh sống tại Pháp như Minh Tâm, Tài Lương, Mỹ Hòa, Ngọc Lựu, Hùng Tiến, nhạc sĩ Michael Mỹ. Kịch nục gồm các vở Mạnh Lệ Quân, Tâm sự loài chim biển, Đường gươm Nguyên Bá, Máu nhuộm sân chùa, Tình cô gái Huế của nhóm nghệ sĩ này qua sự điều hành của nghệ sĩ Chí Tâm được khán giả ở Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch, Tây Đức ủng hộ khá nhiều. Nhưng một đoàn hát cải lương tồn tại ở xứ người hoàn toàn không phải điều đơn giản nên Đoàn Hát Nam Châu đành tan rã vào năm 84. Một năm sau, nghệ sĩ Hương Lan đưa hai con sang sống tại California, Mỹ, còn Chí Tâm tiếp tục sống tại Pháp. Năm 86 chuyển về sống ở gần Versailles, vùng ngoại ô cách Paris 20 cây số khi sang đò lần hai cùng một người hoạt động văn nghệ trong cộng đồng người Việt tại Pháp. Nhưng chẳng bao lâu sau, cái số lận đận chưa chịu dứt, anh lại trở về thời độc thân vui tính. Tháng 10 năm 89, anh quyết định rời Pháp đến định cư tại Houston, Mỹ với hy vọng vùng đất mới này sẽ đem lại nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật cải lương hơn nơi chốn cũ. Nhờ có vốn liếng tiếng Hoa tại Houston, nghệ sĩ Chí Tâm hợp tác với nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn, phụ trách trang điện ảnh Hồng Kông cho báo Việt Nam Post Thương mại Việt Nam. Công việc của anh ở tờ báo là dịch bài, biên tập, dàn trang. Bên cạnh lời mời, anh làm chuyên viên thu thanh cho trung tâm Hạ Quyên. 6 năm sống ở Houston, tuy có thể kiếm sống dễ dàng, Chí Tâm vẫn chưa tạo được sự nghiệp văn nghệ đúng như sở thích, nên năm 96 anh quyết định di cư sang California để thử thời vận. Ban đầu, nghệ sĩ Chí Tâm được trung tâm ban nhạc Làng Văn mời phụ trách phòng thu ở quận Cam. Sau đó, anh lập phòng thu riêng mang tên Chí Tâm Production, mở tiệm bán những sản phẩm băng đĩa do anh sản xuất và phát hành. Trong đó, các đĩa tân nhạc và cổ nhạc được anh ca chung với nhiều nghệ sĩ khác. Trong chương trình Paris by Night của trung tâm Thúy Nga năm 97-98, có sự góp mặt của nghệ sĩ Chí Tâm trong hai bài vọng cổ Nấu Bánh Đêm Xuân và Chiếc Bánh Bông Lan. Anh gặp nhiều nghệ sĩ cải lương định cư ở Cali nên có nhiều bạn diễn, show diễn hơn. Ngoài khả năng ca hát, chơi được nhiều nhạc cụ, piano, organ, tân nhạc, đàn guitar phím lõm, tranh, kìm, cò, bầu trong dàn đờn cổ nhạc. Chí Tâm còn tự sáng tác được bài ca vọng cổ, tiểu phẩm hài, tự mình đàn cổ nhạc trong phòng thu bằng nhiều cây đàn khác nhau, rồi làm thành cổ nhạc, mà nghe qua cứ tưởng như có một bản cổ nhạc cùng hòa tấu với anh. Ngoài các show diễn, nghệ sĩ Chí Tâm còn làm người dẫn chương trình, phát thanh viên trên đài Little Sài Gòn Radio, phụ trách đọc tin tức và mục văn nghệ âm thanh trìu mến, đọc thơ, truyện ngắn. Hơn 20 năm nay, đều đặn mỗi tuần một kỳ, đến nay đã thực hiện được trên 130 kỳ. Nghệ sĩ Chí Tâm đóng vai trò diễn giả, đàn ca, minh họa, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh vừa làm MC, vừa hòa giọng trong chương trình Cỏ Nhạc Việt Nam Tiếng Tơ Đồng trên đài SBTN, nhằm mục đích sưu tầm giới thiệu cho người mộ điệu và nhất là giới trẻ ở hải ngoại, biết về nét tinh túy và tính đặc thù, các bài bản cổ nhạc, đàn ca tài tử. Với mong muốn bảo tồn và phát triển bộ môn cải lương truyền thống cho người mộ điệu tri âm và thế hệ nối tiếp, nghệ sĩ Chí Tâm còn tự tay thực hiện DVD tự học đàn guitar phím lõm, được nhiều khán giả kiều bào ở Cali yêu cầu, nên từ nhiều năm qua, nghệ sĩ Chí Tâm còn mở lớp dạy đàn ca tân và cổ nhạc. Lớp học rộn ràng tiếng đàn ca của anh cùng các học trò tọa lạc trong một căn phòng nơi anh đặt công ty, học trò thành danh nhất của anh chính là ca sĩ Băng Tâm. Năm 96, nghệ sĩ Chí Tâm về thăm quê hương và gặp bà xã hiện tại, chị Minh Tuyền, kém anh 13 tuổi. Ở Châu Đốc quê chị, hai gia đình có truyền thống kinh doanh của anh và chị vốn quen biết nhau từ lâu. Bản thân chị cũng là người kinh doanh rất giỏi. Chồng mất vì bệnh, chị một nách nuôi hai con gái. Thấy chị đẹp người đẹp nết, lại luôn ủng hộ anh phát triển nghề nghiệp, theo đuổi đam mê. Anh đón hai con của chị sang nước Mỹ trước để các con du học. 3 năm sau, anh chị mới kết hôn. Năm 2001 thì cả hai đoàn tụ tại Cali. Sang Mỹ, chị Minh Tuyền cùng anh kinh doanh phát đạt và có với nhau một con gái nhỏ. Hai con gái đã 26, 24 tuổi của chị Minh Tuyền và cô út năm nay lên 9. Ba chị em rất thương yêu quấn quýt nhau. Hai người con trai của nghệ sĩ Chí Tâm đã 35 và 33 tuổi. Con trai lớn làm trong quân đội về kỹ thuật sửa chữa máy bay, đã cho Chí Tâm lên chức ông nội được 2 lần. Con trai kế làm ngành ngân hàng và cả hai con đều ở cùng bang Cali. Sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh đều đang thịnh vượng.
sau 7 lần về Việt Nam, nhưng lần này nghệ sĩ Chi Tâm mới xin giấy phép biểu diễn khi tham gia đóng vai Đông Sơn Thiền Sư trong vở Đường Gươm Nguyên Bá trong chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng của HTV. Đây cũng là lần tái ngộ chính thức thứ hai với khán giả quê nhà của nghệ sĩ hải ngoại Chi Tâm sau lần tham gia truyền hình trực tiếp chương trình Dấu Ấn Sân Khấu trên đài Trà Vinh vào cuối tháng 7. Trong chương trình này, nghệ sĩ Chi Tâm ca Tân Cổ Giao Duyên bài Lan và Điệp với cô đào trẻ Hồ Ngọc Trinh và ca lễ bài Vọng Cổ tiếng hát đầu nôi do chính anh sáng tác. Tôi gặp nghệ sĩ Chi Tâm vào buổi sáng hôm sau đêm diễn thành công vở Đường Gươm Nguyên Bá mà sự xuất hiện còn đầy phong độ của anh được khán giả đón nhận. Vỗ tay nồng nhiệt mỗi khi ca xuống hò câu Vọng Cổ hay ca bài bản Xế Sảng Phụng Hoàng với niềm xúc động và hạnh phúc còn đong đầy trong giọng nói nhiệt thành và nụ cười bình dị cởi mở, anh hồ hởi thông báo cuối năm nay anh trở về Việt Nam để thành lập một công ty mới mà vợ chồng anh làm đại diện thương mại. Chắc chắn sẽ có nhiều dịp tái ngộ khán giả quê nhà vì đã có được nhiều lời mời anh về biểu diễn. Hương Lan, tôi không về Việt Nam để kiếm tiền. Là nghệ sĩ đầu tiên về Việt Nam và được cấp phép biểu diễn, nghệ sĩ Hương Lan cho biết thủ tục xin cấp phép biểu diễn ở Việt Nam hiện vẫn còn khó khăn. Trước đây, Bộ cấp phép một giấy phép cá nhân được phép biểu diễn ở Việt Nam, nhưng đó là giấy phép cá nhân có hiệu lực 3 tháng. Nếu đơn vị tổ chức biểu diễn nào muốn mời nghệ sĩ hải ngoại đi hát, thì đơn vị đó lại phải xin giấy phép tổ chức một lần nữa. Việc giấy phép chồng giấy phép gây khá nhiều khó khăn cho nghệ sĩ nước ngoài muốn biểu diễn tại Việt Nam. Không những thế, việc trở về quê hương của Hương Lan còn gặp nhiều trắc trở, nghi ngại từ cộng đồng hải ngoại và trong nước. Trước những ngờ vực về lý do giọng ca nổi tiếng hải ngoại về nước, Hương Lan thẳng thắn lên tiếng: "Tôi là nghệ sĩ đã nổi tiếng ở Việt Nam rồi mới ra nước ngoài lập nghiệp. Xa quê đã lâu, tôi chỉ muốn về Việt Nam hát cho khán giả thương mến mình nghe. Lập trường của tôi là người nghệ sĩ chỉ biết cống hiến nghệ thuật cho khán giả yêu thương mình. Đừng quàng tôi về những động cơ hay mục đích nào khác. Tôi xin khán giả hai bên, trong nước và hải ngoại, cho tôi ra khỏi vòng nghi ngờ. Tôi chỉ muốn là một nghệ sĩ thuần túy và xin cho tôi được sống với cảm nghĩ thật của tôi. Khán giả ở đâu thương Hương Lan là Hương Lan tìm đến đó." 10 năm về trước, ngoài việc xin cấp phép biểu diễn và đối diện với dòng dư luận bày tỏ ý kiến quy chụp, nếu không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ có lập trường, một nghệ sĩ khẳng định được tài năng của mình từ nhỏ đến lớn, có lẽ khó ai có thể vượt qua được những sóng gió thị phi như Hương Lan. Mỗi khi về Việt Nam biểu diễn hoặc nghỉ ngơi, Hương Lan thường tổ chức những hoạt động từ thiện và tham gia hỗ trợ gây quỹ, giúp đỡ nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trong nước. Với cô, việc biểu diễn ở Việt Nam không mang lại thu nhập quá lớn, nhưng đó là niềm vui khi được hát trên quê hương mình, cho những khán giả đã yêu mến mình từ lâu mà bây giờ mới được gặp và nghe Hương Lan hát. Vì lẽ đó, nữ nghệ sĩ có thể hát bất cứ nơi đâu, miễn là nơi đó có khán giả vẫn nóng lòng chờ đón giọng ca còn thương rau đắng mọc sau hè. Đêm live show Một Đời Sân Khấu của nghệ sĩ Hương Lan được tổ chức vào đêm 2 tháng 6 tại Nhà hát Hòa Bình, với sự tham gia của nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ Tú Hoài Linh, Ý Lan Trí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê Ngọc Linh, Hà Vân, cùng sự dàn dựng của đạo diễn Trần Vi Mỹ. Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Hương Lan lên sân khấu cải lương từ lúc 5 tuổi và trở thành danh ca tân nhạc nổi tiếng. Ca sĩ Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1956 tại Sài Gòn, là con cả trong gia đình có 5 người con. Thân phụ của cô là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, rất nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam thập niên 1960. Tiếng hát Hương Lan nổi tiếng với sự ngọt ngào đặc trưng, đặc biệt là với dòng nhạc quê hương âm hưởng dân ca Nam Bộ. Cô cũng nổi tiếng với dòng nhạc vàng từ khi còn nhỏ, lúc mới 12-13 tuổi cho đến tận ngày nay. Khi lên 5 tuổi, ca sĩ Hương Lan đã lên sân khấu đoàn Thanh Minh Thanh Nga với một vai phụ trong vở cải lương Thiếu Phụ Nam Xương. Đoàn Thanh Minh Thanh Nga trong thời gian diễn vở cải lương này đã căng một biểu ngữ lớn trước rạp với hàng chữ. Vở tuồng có sự tham gia của thần đồng Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước. Dù bước lên sân khấu lần đầu tiên, nhưng Hương Lan đã tỏ ra rạng rỡ với vai trò được giao phó. Ngay sau lần xuất hiện đó, Hương Lan đã được những ký giả kịch trường của hầu hết các nhật báo cũng như tạp chí ở Sài Gòn mệnh danh là thần đồng. Sở dĩ cô không sử dụng tên thật làm nghệ danh vì thời gian cô bắt đầu đi hát đã có một nghệ sĩ cải lương tên Ngọc Ánh. Sau hội ý với thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà, thân phụ của cô là nghệ sĩ Hữu Phước đã đặt cho nghệ danh con gái là Hương Lan với nguyên nhân như chính Hương Lan kể. Ông Kiên Giang hỏi Hữu Phước: "Trong nghệ sĩ mày thích người nào nhất?" Thi sĩ Kiên Giang lớn hơn nghệ sĩ Hữu Phước 3 tuổi. Hữu Phước trả lời: "Dạ em thích Út Bạch Lan với Thanh Hương." Kiên Giang bảo: "Tao lấy tên hai người này tao đặt nghệ danh cho con mày." Hương Lan được chỉ dẫn Vọng Cổ bởi nhạc sĩ Sáu Tửng, thân phụ nhạc sĩ Huỳnh Anh. Thầy Sáu Tửng khi đó sống chung với gia đình cô, đã có công chỉ dẫn nhiều cho cô về nhịp điệu, trong khi thân phụ cô chỉ dẫn cách diễn trên sân khấu. Nhưng thật ra Hương Lan cho biết cô học thẳng trên sân khấu nhiều hơn là học ở cha. Nhưng ảnh hưởng quan trọng nhất cô thừa hưởng nơi người cha nổi danh là cách sắp chữ và lối hành văn bên ngành cải lương. Do từng hành nghề giáo viên nên Hữu Phước rất kỹ lưỡng về cách phát âm của người miền Nam. Khi lên 9 tuổi, Hương Lan đã phải chứng kiến sự chia tay giữa bố mẹ vào năm 65 với lý do được cô nói là do sự lả lướt của mấy ông nghệ sĩ nên má em không thích.
Từ đó gia đình Hương Lan lâm vào tình trạng khó khăn nên cô phải đi hát phụ với cha để giúp gia đình. Thời gian này Hương Lan càng lúc càng gây được nhiều chú ý nơi khán thính giả qua các vai trong các vở cải lương như Thầy Cai Tổng Bồi, Lan và Điệp, cũng như sau này là Đôi Mắt Người Xưa, Bóng Chim Tăm Cá. Lên 10 tuổi, năm 1966, Hương Lan bắt đầu chuyển qua tân nhạc sau khi được nhạc sĩ Trúc Phương nhận ra khả năng của giọng hát cô, và nhất là trước đó cô rất thích tiếng hát của Hoàng Oanh. Thời điểm đó Hoàng Oanh đã là một danh ca hàng đầu của nhạc vàng. Hương Lan thường nghe đàn chị hát rồi EA hát theo. Một lần nhạc sĩ Trúc Phương đến nhà chơi, tình cờ nghe Hương Lan hát, ông khen là có giọng tốt và gợi ý cho nghệ sĩ Hữu Phước chuyển qua tân nhạc. Thân phụ cô bằng lòng để rồi nhạc sĩ Trúc Phương lại nhà dạy nhạc cho cô. Dù là một nghệ sĩ cải lương tên tuổi, Hữu Phước có một chủ trương rất cởi mở để cho rằng nghề nào cũng là nghề, cũng là sân khấu. Thế là kể từ năm 66, Hương Lan bắt đầu chuyển qua tân nhạc trong hình ảnh cô bé mặc váy đầm xòe trên những chương trình đại nhạc hội Duy Ngọc tổ chức thường xuyên tại rạp Quốc Thanh. Với hai nhạc phẩm tủ đầu tiên là Những Đồi Hoa Sim và Ai Ra Xứ Huế, bé Hương Lan đã gây nhiều ngạc nhiên cho khán giả. Sau đó bé Hương Lan đã được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh mỗi khi xuất hiện cùng với cha trong vở Lan và Điệp qua những đoạn tân cổ giao duyên. Hai năm sau, Hương Lan được mời ký hợp đồng với hãng đĩa Việt Nam để thu thanh những ca khúc tân nhạc cùng một số bản cải lương. Sau khi mãn hợp đồng với hãng đĩa Việt Nam vào năm 70, cô sang hợp tác với Trung tâm Băng Nhạc Trường Sơn do nhạc sĩ Duy Khánh chủ trương trong 2 năm. Trước khi về với Trung tâm Trường Sơn, Hương Lan đã ít xuất hiện trên sân khấu, chỉ chú tâm theo đuổi việc học hành khi bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa trung học trường Nguyễn Bá Tòng. Nhưng vì quá đam mê nghệ thuật nên việc học vấn của Hương Lan đã chấm dứt sớm. Khi cô mới học hết năm đệ ngũ lớp 8, ba muốn em lấy bằng trung học mà lấy không nổi, em học tới năm đệ ngũ, năm lên đệ tứ là em vọt rồi. Và cũng kể từ năm 1972, Hương Lan trở thành một ca sĩ tân nhạc độc lập, được mời thu thanh trên rất nhiều băng nhạc chung với nhiều nghệ sĩ khác. Ngoài phần thỉnh thoảng vẫn thu một số băng cải lương, cũng vào thời gian này tiếng hát của Hương Lan trở thành quen thuộc với những thính giả đài phát thanh, đặc biệt qua những chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Châu Kỳ. Sở dĩ có một thời gian khá dài Hương Lan vắng bóng trên sân khấu cải lương vì cô ở trong lứa tuổi cô cho là lỡ cỡ, không đóng được vai đào cũng không đóng được vai con nít. Như cô kể, Hương Lan chỉ trở lại với cải lương vào năm 73 khi được 17 tuổi. Cuối năm 74, nhạc sĩ Ngọc Chánh thảo luận với cô để chuẩn bị thực hiện băng nhạc đầu tiên mang tên Tiếng Hát Hương Lan riêng cho cô trong bộ băng nhạc nổi tiếng Shotgun. Nhưng rất tiếc việc thực hiện đã không thành do biến cố vào tháng 4 năm 75. Thời điểm này thân phụ bà đã có quốc tịch Pháp từ trước nên đã sang Pháp định cư theo diện hồi hương. Hương Lan lập gia đình với nghệ sĩ Chí Tâm vào năm 76. Sau đó cô hoạt động trong lĩnh vực cải lương hơn một năm với những buổi trình diễn tại Sài Gòn và các tỉnh qua một số sản phẩm như Tình Yêu và Bạo Chúa, Cây Sầu Riêng Chỗ Bông. Vợ chồng Hương Lan Chí Tâm được nghệ sĩ Hữu Phước bảo lãnh sang Pháp vào năm 78 với con trai đầu lòng tên Henry Dương Bảo Nhi và bắt đầu đi vào một giai đoạn mới trong cuộc sống cũng như sinh hoạt trong nghệ thuật. Vợ chồng Hương Lan Chí Tâm đã trải qua một thời gian rất chật vật. Trong những năm đầu tiên ở Pháp, hai người cùng con trai đầu lòng cư ngụ ở Pontoise cùng ngoại ô Paris trong một căn phòng được chính phủ cấp. Để mưu sinh, Hương Lan hàng ngày đáp xe lửa lên Paris để cuốn trả giò cho một công ty Việt Nam ở đây, dòng dã 8 tiếng. Được một thời gian, cô chuyển qua làm cho một hãng kẹo, chỉ hoạt động theo từng mùa trong năm. Một lần nữa, Hương Lan lại phải xoay qua làm thu ngân cho một siêu thị tại Paris. Thời gian này, hoạt động văn nghệ hải ngoại tại thủ đô nước Pháp còn rất ít. Tuy vậy, Hương Lan vẫn bị chụp mũ là Việt Cộng bởi một số tổ chức cực đoan ở hải ngoại. Lý do chỉ vì cô đã cộng tác với một đoàn văn nghệ của chế độ mới giống như hầu hết những nghệ sĩ còn lại ở Việt Nam. Sau tháng 4 năm 75, Hương Lan cho biết đến khi nhận thấy cô không hề dính líu đến đoàn văn nghệ của Hội Sinh viên Việt Kiều Yêu Nước Paris, sự chống đối mới không còn nhắm vào cô. Song song với những công việc sinh nhai, Hương Lan bắt đầu đi hát vào những ngày cuối tuần từ năm 79 tại những phòng trà và nhà hàng ca nhạc ở Paris, cũng như những chương trình nhạc hội do nhà tổ chức Hải Phong thực hiện tại rạp Maubert. Trong khi đó, cô ngưng hẳn mọi hoạt động về cải lương vì không có môi trường. Còn Chí Tâm, sau một thời gian làm việc với công ty Sơn Mài Thành Lễ, đã kiếm được một việc làm ổn định ở công ty Thomson cho đến ngày sang Mỹ. 2 năm sau khi đến Pháp, cặp vợ chồng nghệ sĩ Hương Lan Chí Tâm đi đến đổ vỡ vào năm 80 sau khi có thêm một con trai. Sự đổ vỡ cũng đến từ lý do Hương Lan cho là tính nghệ sĩ bay bướm của chồng. Nhưng sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ những tình cảm tốt đẹp. Em với Chí Tâm lúc nào cũng quý nhau. Anh Chí Tâm bây giờ đã lập gia đình, có vợ bên Việt Nam. Tụi em vẫn thân nhau như anh em từ xưa tới giờ. Với tụi em, điều quan trọng nhất vẫn là tình đồng nghiệp. Bây giờ nghĩ lại, Hương Lan cho rằng sự đổ vỡ đó đến từ sự thiếu chín chắn của cả hai khi còn trẻ. Thật sự mà nói, cả hai lúc đó còn trẻ quá, Chí Tâm cũng còn trẻ. Em cũng vậy, Chí Tâm có những việc làm không suy nghĩ. Cái trẻ của em thì không thể tha thứ. Chứ đặt vào trường hợp bây giờ chắc không đến nỗi. Năm 84, Hương Lan xuất hiện lần đầu trên chương trình video Paris by Night với nhạc phẩm Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác. Rồi tiếp đó là những nhạc phẩm tình ca quê hương như Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Em Đi Trên Cỏ Non, vân vân. Năm 85, Hương Lan đưa hai con sang Mỹ tiến hành thủ tục cư trú do mẹ cô đã sang đây từ năm 75 bảo lãnh. Đến năm sau, cô được chính thức cư ngụ tại Hoa Kỳ cùng hai con. Cũng trong năm 86, cô quen với người chồng hiện tại là Đặng Quốc Toản trong buổi tiệc mừng sinh nhật Envid Phương tháng 2. Họ chính thức thành hôn về mặt pháp lý vào tháng 12 năm 88. Sau đó Hương Lan theo học đạo công giáo để đến năm 89, cô cùng Đặng Quốc Toản tổ chức lễ cưới tại nhà thờ thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California.
Ông Đặng Quốc Toản là người miền Bắc, sinh năm 46, từng phục vụ trong quân đội, trong những đơn vị tác chiến từ sau biến cố Mậu Thân cho đến tháng 4 năm 75. Đối với Hương Lan, ông Toản là một người đàn ông rộng lượng và hiểu biết, là một người có kiến thức rất rộng. Ông Toản cũng là người Hương Lan coi như điểm tựa cuộc đời mình khi phải đương đầu với những khó khăn, cụ thể là những sự chống đối cô gặp phải sau này. Em nhờ vào anh Toản thì mới có được sự vững chắc và coi như là em cảm thấy mình không bị tổn thương, khổ sở. Trong những lúc bị dồn dập, anh Toản là người bao giờ cũng bên cạnh an ủi, che chở cho em. Hương Lan trở về Việt Nam lần đầu vào năm 94 cùng với những nghệ sĩ hải ngoại Quốc Anh, Đức Huy, Thảo My, theo lời mời của một công ty điện toán Úc, nhằm tổ chức những chương trình văn nghệ để quảng cáo cho những sản phẩm của công ty này với mục đích đưa những sản phẩm đó vào thị trường Việt Nam. Cô nghĩ rằng niềm ao ước được trở lại hát ở quê hương có cơ hội thành hình, vì cho là dù sao cũng có cả một kỷ niệm, cả một tuổi thơ ở Việt Nam, như cô tâm sự. Nhưng thực tế Hương Lan đã gặp nhiều khó khăn vì không được cơ quan thẩm quyền về văn hóa trong nước cho phép trình diễn trước khán giả. Ngoài việc cho phép cô thu băng đĩa hoặc video, Hương Lan vẫn không nản chí để năm sau quay trở lại Việt Nam, tiếp tục xin phép để được hát trên sân khấu. Nhưng một lần nữa cô chỉ nhận được sự từ chối. Mãi đến năm 96, Hương Lan mới được phép trình diễn trước khán giả tại quê nhà, sau khi cô cho là nhờ ở thiện chí phục vụ khán giả và niềm mơ ước tầm thường của mình. Được tiếp nhận, sau khi trở ra hải ngoại, Hương Lan đã phải đương đầu với những sự khó khăn khác là sự chống đối mạnh mẽ quyết định về hát tại Việt Nam của cô. Cô đã lên tiếng phân trần với dư luận tại hải ngoại, nói thật tất cả về những khó khăn gặp phải ở trong nước, nhưng hầu như không mấy được để ý. Hương Lan đã tỏ ra chán nản khi tuyên bố là phải chi cô về nước được đón tiếp và được hát rầm rộ thì không nói làm gì, nhưng ngược lại đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới được hát mà vẫn bị chống đối. Tuy vậy, Hương Lan đã tỏ ra thông cảm với dư luận chống đối và kết án mà cô cho rằng chỉ có một số nào đó. Hương Lan còn nhấn mạnh về quan niệm luôn luôn tôn trọng tự do của cô. Điều thứ nhất là mình phải tôn trọng sự tự do. Chỉ có điều đáng buồn là em tôn trọng sự tự do của người ta mà người ta không tôn trọng sự tự do cho em. Hương Lan cũng luôn tôn trọng lý do của những người chống đối. Mình đang ở xứ Hoa Kỳ là xứ tự do nhất thế giới. Em tôn trọng chuyện người ta chống đối. Em tôn trọng sự khó khăn của những người vượt biển. Không bao giờ họ đồng ý cho ai về Việt Nam, ngay cả gia đình họ, chứ đừng nói mình. Người ta cũng có lý của người ta và cái điều người ta làm cũng có cái đúng của họ. Hương Lan nói rằng cô đã dùng tiếng hát của mình để nuôi sống gia đình và chính bản thân. Với những năm tháng còn lại, cô mong dùng tiếng hát của mình và những công tác từ thiện từng theo đuổi nhiều năm nay để cảm thấy giọng hát của mình không phải chỉ kiếm cơm mà phải làm gì cho có ý nghĩa trước ngày rời sân khấu. Qua bài này, Hương Lan có dịp đề cập đến những hoạt động của cô cũng như đã nói lên tất cả những điều muốn nói về những người yêu mến cô và cả những người chống đối cô có dịp hiểu rõ hơn về cô. Hương Lan hiện chỉ tâm niệm một điều là sẽ cố gắng nhiều hơn trong những ngày còn đứng trên sân khấu trước khi giảm bớt những hoạt động nghệ thuật của mình để sống một cuộc sống bình thường, đặc biệt là để luôn chú trọng đến những công tác từ thiện